Sẽ về mà, sẽ về ba mà con. Ba mới làm mất con mà ba. Đến kia con. Ba mới làm mất con mà ba. Ba mới làm mất con mà ba. Chào chị, có ba tôi ở trong phòng không? Dạ có ạ, tổng giám đốc đang tiếp bà Ngọc Thúy ạ. Bà Ngọc Thúy? Dạ. Cảm ơn chị. Dạ không có gì. Được rồi, em về liên lạc với hãng tàu lại, coi tàu của họ sắp cập cảng nào. Anh sẽ cho đối tác liên hệ, rồi đổi dẫn đơn mới. Quỷ cái cũ đi. Được hả anh? Không có gì mà Chu Thiên thì không làm được, nhất là để làm vui lòng người đẹp. Ôi, anh là số một của em đó nha. Con mới tới đó hả? Thôi em về, cảm ơn anh đã giúp đỡ em nha. Được rồi, chuyện nhỏ mà. Ba với cái bà Ngọc Thúy đó đang làm cái gì vậy? Làm gì đâu, chỉ là trao đổi công việc làm ăn thôi. Con ngồi xuống đây đi. Ngồi đây. Trao đổi công việc gì mà hai người á hả? Ôm nhau xà nẹo vậy? Đúng là cái đồ đàn bà mất nết. Ba! Cái gì? Ba không có được tiếp xúc với cái hạng đàn bà này nữa đâu. Bà hả? Chỉ làm cho ba mang tiếng thêm thôi. Cả cái giới Sài Gòn trong giới làm ăn của ba hả? Ai mà không biết tiếng của bà Ngọc Thúy này? Bà hả? Toàn là chuyên kinh doanh của trời cho không à. Thôi đi, con không nên gây gắt với người ta làm gì. Ai thì cũng có cái xấu, cái tốt hết á. Ba, con không có muốn mất ba. Ba hiểu không vậy ba? Con không muốn trong nhà mình xuất hiện một người đàn bà nào khác á. Mẹ mất rồi, bây giờ ba chỉ có một người duy nhất thôi, đó là con nè. Con bình tĩnh lại đi, không có nên nóng nảy như vậy. Ba hứa với con đi. Hứa cái gì? Ba không được có người đàn bà nào khác. Được được, ba hứa, ba không có người đàn bà nào khác hết á, nghe, được không? Con cảm ơn ba. Bà của con là tuyệt vời nhất đó. Cảm ơn chị. Lấy ly đi. Anh Chu Thiên, anh bắt đầu đi chứ. Em không có nhiều thời giờ đâu đó. Cô Ngọc Thúy ráng đợi một chút thôi mà. Anh Chu Thiên đang đợi một người rất quan trọng. Có lẽ anh muốn giới thiệu người này với chúng ta. Ai mà bí mật dữ vậy? Khách nước ngoài hả? Lát nữa cô sẽ biết ngay thôi. Tôi thấy gần đây á, anh và anh Chu Thiên gắn bó nhiều hơn trước, đúng không? Đúng rồi, chúng tôi đã có mối quan hệ từ lâu rồi mà. Tôi không nói đến mối quan hệ đó.
Hình như hai anh đang làm ăn một chuyện gì đó phải không? Sao không kêu cô em này tham gia với? Chắc sợ em thiếu vốn chứ gì. Cô Thí, cô giàu tưởng tượng quá đó. Chuyện đó cũng hơi anh khó nhìn đó. Cái anh chàng đang nói chuyện với mấy lão vũ trường á, ai mà bọn họ có vẻ quỳ lụy quá vậy? À, tay này là đại quý trường, chỉ huy đội trọng án một. Thôi tôi hiểu rồi, anh Chu Thiên này cũng ranh ma thiệt. Ở đâu á, anh cũng giới tới. Cô Ngọc Thúy à, làm ăn phải có chỗ dựa thì mới mong tồn tại lâu dài. Cô cũng dư biết mà. Ai cũng có chỗ dựa, cũng có bảo kê. Còn em á, thì không. Em không biết á, phải xoay sở ra sao nữa. Chuyện hai người giờ tới đâu rồi? Tới gì nổi, khi có cô con gái kỳ đà cản mũi của ổng kìa. Dạ, mời cô. Ba. Ờ, lại đây con. Con chào ba. Người quan trọng nhất là đây à. Con chào các chú. Ừ, xin phép. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, hôm nay Chu Thiên tôi mời quý vị và các bạn, những thành viên của câu lạc bộ VIP Đông Châu, những người bạn thân thiết nhất của tôi, cùng gặp nhau trong cuộc họp mặt thân hữu này. Các vị tuy không cùng hoạt động trong cùng một lĩnh vực, tuy nhiên ở những phạm vi khác nhau ở đời sống xã hội, các vị là những người có tên tuổi và được nhiều người biết đến. Cho nên Chu Thiên tôi xin nhiệt liệt chào mừng. Nào, để mừng cho cuộc hội ngộ, xin các bạn hãy mở rượu và nổi nhạc lên. Ba. Chừng nào anh Kỳ mở băng á, bác nhớ cho con biết nha. Xin mời. Cũng nay mai thôi cô Ngọc Lan à. Nhất là khi nó mở băng ra, nhìn thấy cô chắc nó vui mừng lắm đó. Thiệt hả bác? Thôi, hôm nay phải hết mình, phải chơi thật vui nha. Con xin phép ạ. Ừ, cô cứ tự nhiên. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Cảm ơn. Xin mời mọi người. Mời em. Xin mời mọi người. Xin chào cô Ngọc Lan. Tôi đã nghe tiếng của cô từ lâu. Hôm nay tôi mới được hân hạnh diện kiến. Cảm ơn anh nha. Nhưng mà tôi chưa biết gì về anh mà. Dạ. Người ta thường gọi tôi là đại quý trường, đội trưởng đội trọng án một của sở công an. Thì ra là vậy. Rất hân hạnh được quen biết anh. Vậy cũng được. Chúc mừng, chúc mừng. Tôi hy vọng sau này tôi sẽ được gặp cô nhiều hơn. Tôi chỉ sợ là anh mất thời giờ cho tôi, rồi lúc đó sẽ không có ai quản lý, bọn tội phạm sẽ có cơ hội hoạt động thì khổ lắm. Cô thiệt là cũng đúng như ông Chu Thiên thường nói. Ba tôi nói sao? Ông ấy ca ngợi cô lắm. Ông ấy nói rất vui mừng khi có một người con tuyệt vời như cô. Cảm ơn anh nha. Ngọc Lan, lại đây con.
Tôi xin phép. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, nhân có mặt đầy đủ các bạn ở đây, tôi xin trân trọng tuyên bố Ngọc Lan, con gái của tôi, sẽ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Chu Thiên. Sau này mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho Ngọc Lan, cũng như ủng hộ cho tôi từ ngày đầu lập nghiệp cho tới nay. Thưa các cô, các chú, các anh chị, Ngọc Lan xin chân thành cảm ơn các vị đã ủng hộ và quan nghênh Ngọc Lan trên con đường sự nghiệp kế tục tập đoàn Chu Thiên sau này. Một lần nữa, Ngọc Lan xin chân thành cảm ơn. Xin mời. Xin chúc mừng cô. Mời. Rất mong được phục vụ cô. Xin mời. Cũng còn hơi sớm đó chú Công à, nhưng mà không sao, tôi xin ghi nhận tấm lòng của chú đối với tôi. Cảm ơn cô. Tôi cũng mong là một ngày gần đây được uống rượu mừng của chú với Nguyệt. Hả? Kìa chú, chú đừng có tránh né. Không có gì phải xấu hổ cả khi chú yêu một người đàn bà. Cuộc đời đã ban Nguyệt cho chú, chú phải giữ lấy, không được đánh mất hạnh phúc của mình nha. Cảm ơn cô. Mời. Tôi xin phép. Dạ. Chào đại quý. Đại quý nhìn gì mà say đắm vậy? À, tôi biết đại quý nhìn gì rồi. Đại quý chú ý đến một đóa hoa hương sắc hay cái gia tài kết xù mà cô ta được hưởng? Tôi vốn chuộng cái đẹp, mà trên thế gian này cái đẹp nhất vẫn là nhan sắc phụ nữ. Anh nên cua Ngọc Lan đi. Ý kiến hay đó. Chào cô Ngọc Lan. Xin mời cô. Chào anh. Ủa, Duyên. Duyên đi đâu đây? Lâu lắm mới gặp Duyên. Bận công tác lắm hả? Dạ, em từ anh Xuân Vinh đó chị. Ờ, thôi vô nhà đi. Dạ. Dạ, anh Xuân Vinh ra mở cửa kìa. Dạ em chào chị. Chị, Duyên tìm anh Xuân Vinh đó. Vậy hả? Vậy vô nhà đi, anh Xuân Vinh cũng sắp về rồi. Duyên vô nhà chơi rồi đợi anh Vinh về luôn. Dạ thôi, chị cho em ở ngoài này thoáng một chút. Em cũng có gì gặp Xuân Khánh. Ừ, chị tự nhiên nha. Lúc này mình thấy Duyên hốc hác phờ phạc hơn trước. Có chuyện gì không? Dạ không ạ. Em biết là chị Xuân Khánh và anh Trần Minh có tình cảm với nhau, nhưng đó là chuyện giữa hai người. Duyên không giận Xuân Khánh chứ? Nó không giận là em dối lòng, nhưng thực sự là em buồn lắm. Nhưng cuối cùng em nghĩ là tất cả là do duyên phận thôi chị à. Duyên phận quá cay nghiệt với hai chị em mình, không ai giữ được anh Trần Minh cho mình hết. Mình biết là Duyên yêu anh Trần Minh, nhưng mình không khó chịu vì điều đó. Thân phận chúng ta đều giống nhau,
Bởi Bích Dân